Ám ảnh chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Học từ anh ba hết. Ám ảnh chưa? Nãy giờ con mất tập trung mãi luôn nha. Thằng kia ra hiện tại bây giờ đã ở mid là cũng nói chung là về cái chất tướng thì con Lucian đánh không lợi đâu. Nếu mà được mà đánh solo tay đôi con Lucian đánh không lợi đâu. Tại vì khi mà Kia nó đã bám vô được cái E rồi thì được mà Lucian cũng không thể nào mà E chạy được hết á. E cỡ lồn là cũng dính thêm cái E nữa. Bây giờ con sứ giả. Bây giờ con sứ giả. Con sứ giả là bên Kia ăn rồi. Nói chung là bên Gam đang đánh một cái trận đấu mà kiểu như là hòa quảng bình thường. Nói chung là ở nằm ở mức mà gọi là khá là bình thường, không có gọi là có cái gì đột biến. Chắc là đang chờ đi mẹ mà cái ông nội xì lây, người ta đang chuẩn bị ăn con xe ông kéo rồi đủ má mày mất con xe của người ta luôn, gặp thầy nó nói thầy quăng cái bàn phím vô mặt lùm xì lây rồi đó chứ. Cái boss thì hiện tại bây giờ thằng Jin cũng đang làm, ủa sao à, vẫn đang bị thọt một level à. À đang đang cũng biết độ cao hơn xíu. Cảm ơn fan nha, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn fan, cảm ơn em. Thường AB quá bị phét dí như chó rách, tặng AB uống trà sữa nè. Em nói cảm ơn em. Ui, Libby, cảm ơn em nhiều. Hay quá. Cái fan này thắng rồi, fan này thắng rồi. Tuyệt vời. Mẹ mày, phải Libby nó phải như vậy. Ui trời ơi, kém chút ăn luôn, thằng lùn mày không lát, đánh luôn, đánh luôn. Ủa gì vậy? Con nhện nó ngu rồi, con nhện nó ngu rồi. Nhện ngu, nhện ngu. Che cho Levi về. Ai kéo cái đủ. Chị Lê chứ không phải hiếu ba nha. Chị Lê chứ không phải hiếu ba mọi người. Đai được nha. Đai được nha. Đai được. Ui con mẹ mày, Chị Lê chứ không phải hiếu ba. Gen hốt tới rồi. Gen hốt. Chị Lê bỏ mạng cũng được. Đi mẹ mày, người anh hùng dân tộc. Người đừng nên tập bỏ mạng cũng được. Ủa, mày thấy cái hùng nó chịu. Đẹp con mẹ mày, Sư Lây đánh hay quá, Sư Lây ơi. Đánh support ác quá, Sư Lây ơi. Kéo ba nào dính ba đó. Ui, Vin đang tính làm gì đây? Thằng Vin đang tính làm lồn gì đây? Không được nha Vin, không được nha Vin. Đổ má, ông chưa về mua đồ nghe không? Con mẹ mày, ông chưa về mua đồ mà ông đánh cho nó chết tôi nghe không? Hay đủ má mày Levi, đủ mới xử lý pha này được. Còn Nocturne xử lý pha này vậy là được. Đánh Nocturne y dư này đánh luôn. Đủ má thì cái thằng lồng Levi này chắc cũng coi giáo án Nocturne của mình nhiều lắm chứ, nó mới tự tin nó mới đánh vậy chứ. Nó coi giáo án Nocturne của mình hơi bị nhiều đó. Mình đánh Nocturne là không bao giờ mình thọt luôn. Tới level 6 là đủ má mình tắt đèn một phát là được. Mẹ mày chung kết thế giới nó tắt đài ngay. Levi nó còn yếu đó, nó còn đánh pha đó nó còn yếu nữa chứ. Gặp thầy là đúng mới mày làm nhiều hơn nữa rồi. Anh Trung tắt đèn, ngu tắt tố. Có thấy anh ba đánh nắp tuôn chưa? Được mẹ mày hơi bị kinh. Hơi bị ác đạn của Lê Tình. Lại pha này đủ mới mày đánh giá là 9.5 đó. Đánh giá là 9.5, cái pha cuốn là kéo trúng là bơ phẹt là 10 điểm luôn. Mình lên dính cả mấy nữa vậy mẹ mày, cho tao coi bên gam thôi, cho tao coi chặn gam thôi cũng được. Tao đéo đi mẹ mày, comment tao bình luận tiếp nữa đâu. Vô cặp gì mà nhiều dữ vậy. Ba con cua bên kia lấy được, ba con cua bên đây một con cua. Ủa một nấc trụ, thấy được ba nấc trụ bên đây chưa lấy một nấc trụ nào. Ê, đồng lửa này ép đánh được luôn nha, ép đánh được luôn nha, bên kia mất hết láp rồi. Đây là cái đội hình mà bên Gam nên ép đánh những cái pha như thế này. Phải chủ động. Vừa mới đụng ở bên kia hết láp. Cái xùi, sợ lấy. Pha này sai rồi, đúng. Sai không? Ừ, đúng. Con mẹ mày đúng, vẫn đúng. Vẫn còn đang đúng. Vẫn còn đang đúng. Nó đang đúng nha. Mày mày phải nó đụng hơn là sốc chết được thằng lờ rét đó chứ. Nó mà báo là được cái lồn gì là chết tôi đó nha. Đồng lửa, đồng lửa, đồng lửa.
Con mẹ mày sai một phát là đủ má mày kênh lên ba đi một sải lồn nó Gam ơi cố lên phải tiền ôi gì đó Lucian đéo đi boss mà đổ máy mày đi Gambit là mày ngu lồn rồi. Đánh con này dễ farm mà, đánh con nó tuôn dễ farm lắm. Đánh nó tuôn đụng mày con ly rừng cực nhanh mà. Ly rừng nhanh mãi lồn. Em chưa có giáo án đụng mẹ mà anh chung nó tuôn à. Tắt đèn đi mà mày tắt đèn hết Sài Gòn. Sắp quay xin ở đâu mấy quay xin đất đèn em Lê Vy đánh còn yếu đó chứ. Nãy giờ đụng mẹ mày hai cái R mà còn không có mạng nào chứ hỗ trợ đó là yếu đó. Anh để xe ba chia mạng mắt như vậy không? Cái cách chọn mục tiêu là hơi yếu đó. Cái giá đầu mục tiêu hơi yếu đó. Game xanh quá, này cũng xanh hết kìa. Okay, mẹ đi, đủ má mày chỉ một trận này thôi. 10.000 đủ má 20.000 cũng cặp cũng được, chỉ đúng một trận này thôi. Hay quá Levi ơi. Ui. Không được rồi, không được rồi. Bị kém cái đâu chết á. Bị kém cái đâu chết á, chết lát luôn đúng rồi. Không, pha này đánh giá là vẫn chưa phải quá lỗ, vẫn chưa phải quá lỗ. Bên đây rướng lại là bên đây thua nè. Mày chỉ đúng trận này thôi. Chỉ đúng một trận này thôi. Jin đang xanh nha, Jin đẫn đời đang giữ vị trí khá là tốt nha, vẫn đang xanh. Yeros. 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 Pika. Pika chứ. Mà em Yeros Pika chứ. Nó chạy Yeros đó. Chạy em ơi. Đánh cái kèo đụng quá. Akali với lại Gam Lăng Yeros đụng quá. Auto hơn lính. Auto làm được nhiều. Hay quá, phá luôn cái thùng luôn rồi, đa trụ. Chúng cái đó là đụng với cho nó vô luôn đó. Tin ba đây chúng cái đó nó vô luôn. Phải về thôi, đụng má mày đánh láo vậy. Đánh láo vậy. Đánh láo vậy, đụng chắp máu cho thằng kia ở lợi luôn à. Đánh đánh giá cái thằng này là đánh hơi láo nghe do đó, đánh hơi láo nó điệt mà mày láo quá, mày láo cái chó quá là đụng mày anh ba đi theo mày đó nha. Đánh bớt láo lại giúp bên ba, đi mày à. Trẻ trâu thiệt. Đúng là điệt mẹ mày ông hoàng si tin. Không biết trẻ trâu đó điệt mẹ mày. Tao đó đánh giá là trẻ trâu đó. Ai hay hay đụ mẹ mày tủi lồn mà chạy được. Chết. Lồn sệt này cũng mới không phai nó im nó bắt ổn rồi. U hay 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 mày rồi tính tiền không? Tính tiền không? Chủ đầu gì nghe hết. Đánh thêm mạng nó được, mạng nó thằng Levi thì thằng Levi nó đánh con nóc tua là nó cần phải có những cái mạng sớm chứ nó không phải là hỗ trợ. Tại vì mà khi nó có mạng sớm á, nó sẽ có đủ lực cái lượng đồ để nó sóc chết một người. Nhưng mà đụng nó lên cái này là nó hơi bị nhùng một xíu, nó hơi bị đánh tim quọt một xíu. Hay. Cướp được con lu luôn. Tại vì mình vô cái này là mình chỉ có tác dụng là được mà mày quản sợ, làm quản sợ tim địch thôi chứ không có cái tác dụng mà gọi là cái đam nhiều. Nó chỉ dồn một cái dưỡng đam nhất định thôi. Ủa má mày kia ra xử lý cái này tốt quá nhở. Kia ra xử lý pha này hơi tốt nhưng mà rất tiếc là rất ngựa sớm quá thì cho thằng Levi được là tăng cái trụ pha nó. Ui mẹ mày cái ông Cola này. Ui rồi ôi được mẹ mày best the rep Việt Nam. Ủa best the rep là lâu. Đi con mẹ mày vô làm không trúng một kill nào. Đó, ai nói đụng má mày Gam dở nó đi, ai nói Gam dở nó đi. Đi mẹ mày ai nói Gam là quất nhục nó đi. Cảm ơn Jim, cảm ơn em. Ai nói Gam là quất nhục nó đi. Tụi đụng má mày tụi Jim team tao nói đụng má nó gặp hơn thôi, nó gặp trận Phoenix lúc đầu thôi. Rồi nó được được mà mày nó được đánh nó được kiểu như là cái kèo đụng má mày ngon nữa. Cho nên tụi Phoenix nó mới bán độ thôi. Chứ tầm này đánh tụi lồn với lại Gam à. Úi đi bẻ mày công Zeros làm cái gì vậy? Ông muốn cái lồng que gì vậy ông?
Rầm lửa hay đó ông nội. Bớt muối giúp con. Rồi Slay chết luôn rồi. Mày mày. Đứng muối không qua tường rồi đi. Con mẹ mày mất hết lợi thế cho team rầm lửa hay này nọ cái thứ. Ê! Jim! Jim! Mẹ mày dính anh quá. Bà rồng luôn. Bà rồng luôn. Mẹ mày dính xử lý vào nó hay quá. Dính đang xanh nha. Dính đang xanh nha. Trời ơi, cái ông coi la nè. Ông đánh hồi rét ngu như chó vậy mà ông cứ kéo kéo hoài ông nội. Kéo cái lồn à. Đủ má mày gặp thằng Slay nó dở đó chứ. Gặp anh ba mà đủ má mấy thằng lồn hồi rét kiểu này là anh ba cho bị mà mày đi bụi hết. Anh ba cho đủ má mày ngập hành luôn. Kéo như cái cụ cặp của ta. Kéo kéo. Trời ơi Zeroth ơi kịp chứ anh ba lại mày luôn á. Mày gì chiến thắng với team một chút xíu đi. Mày đánh mày muốn nhiều quá. Mày muốn cái pha đó là mày mày đánh giá là đủ mẹ mày hơi hơi nhiều đó nha. Ờ, hơi thừa thải đó, đụng mấy mày cái nó phải đang đáng nắng mà lui lui nhẹ về một nhịp mày đứng đụng mấy mày kiếm cái góc nào đó mày mày, mày tả xung hũ đột với tim là ngon hơn chứ. Mẹ mày không qua tường rồi mày mất cái đúp rồi mày mất cái láp cái rờ đi mày mất tùm lum hết. Thôi thì con đồng lửa hai là bên bên ga mẹ nó rồi. Đánh ẩu quá ẩu à. Đánh được mày kỹ năng hay thì có hay đó nhưng mà được ẩu như vậy nữa rồi được mày bị bắt nữa thôi. Thế tí thôi nha, đó nó còn trẻ nó có thể thể hiện được nhưng mà mày nếu mà đánh những cái trận quan trọng này đừng nên thể hiện cái gọi là cá tính của mình mạnh quá nên được mà mày đánh cẩn thận và được mà mày dì tim một chút xíu là được. Đừng nên thể hiện cá tính mạnh mạnh quá. Thằng gia đó là kiểu mà gọi là thể hiện cá tính hơi mạnh. Kỹ năng cá nhân thì cao đó. Đánh phải kỹ lại xíu nữa mới có thể thắng được tụi hàng được, mới có thể đi xa được. Gam là cơ hội đi xa nhiều lắm. Đội hình của Gam là có cơ hội đi xa được mà mày cao bãi lồn nha. Cái này cả ban được mà mày chơi thẳng mặt đó. Trời ơi, Slay đụng nó mấy khúc đầu hay bao nhiêu, đụng nó mày về sau đụng nó 1-4 rồi. Thiếu thì không? Nói rồi, mà nói rồi mấy thằng support thì mày ở trong BCS, tất cả những thằng support ở trong BCS luôn đều rất là thiếu cái khả năng để mà mày đánh nhau bằng đầu óc. Rất là thiếu khả năng đó luôn. Từ điệp mẹ mày án á quân được mà support của á quân là Venus rồi tới điệp mẹ mày Hin rồi cơm mất Lào rồi tới mấy cái ông hạng tư như là điệp mẹ mày Balete này nọ kiểu đánh quá thiếu cái sự mà gọi là tập trung, đánh quá thiếu cái gọi là cái đầu tư não, đánh giá là quá yếu. Support mà mình phải điệp mẹ mình phải lanh lẹ, mình phải làm những cái gọi là mình nói không, thời gian này nó rảnh nó phải được mà đọc tình huống ở sau này lừa lia xong đính mình phải làm cái gì nè đó, mình phải đi kiểm soát hay là mình cái gì đó, mình phải kêu gọi đồng đội giao tranh này nữa các thứ. Cái dạ hả, cái dạ chơi game bằng cái đầu lồn á, tụi em đủ má, tụi em biết cái đầu lồn không, ở đâu ra một cái dạ nữa. Anh ba nói là đủ má mày thiệt thời, anh ba mà rảnh thời gian hoặc là đủ mày mày không dướng bận gia đình nó thiệt chứ anh ba tuổi này mà anh ba còn đánh BCS là đủ mấy mày hát hàng lầu xuất bọt này tuổi lồn hết. Anh ba nhìn sơ thôi đấy, thằng thời đét này ngu rồi nè mà đủ má mày Slay còn được, mày gà hơn nữa, Slay còn di chuyển non hơn thời đét, cảm ơn Zeroth nha. Gặp anh ba là đủ má thằng thời đét bên kia đủ má mày thối mửa nãy giờ rồi đó. Anh ba múa cho dài đường, anh ba múa cho dài đường di chuyển là múa ối liền, ối tại chỗ luôn. Con team nó phải như vậy, điệp mà mình support nó phải như vậy, phải biết con team mới biết dẫn dắt team.
chẳng lẽ bây giờ đụng mùa sau mình combat với sếp mình đánh cho mấy bạn coi chứ mấy bạn đụng mày tưởng là mình nói đùa hay sao đó ông là red kìa kéo cái lồn như pha đó cũng kéo được rồi nhìn nắm chết lẻ này có không đi con mẹ mày ngu chưa đó đúng má mày non tay chưa nó non lắm trời ơi cái pha đó mà đụng má mày di chuyển ra được cái đó pha đó vậy mà di chuyển ra được hay thật trời, ba là ba đéo bây giờ ba di chuyển ra đâu hơn nhiều đánh về lay lụng mẹ mày tim mình làm được nhiều thứ lắm mày 280 mấy chỉ số lính mình lọc con mẹ mày game nào nó cũng nhiều thời gian hết game nào nó cũng ham nhiều thời gian hết đánh bất cứ con nào game nào nó cũng nhiều thời gian hết thằng lồn viên là cái thằng đủ má mày được farm bãi cá lồn ra đó mà đủ má mày vẫn đéo bằng được mà mày chỉ số lính của thằng lồn Minh Lộc 300 chỉ số lính ở trong điểm ở phút 27 vượt 33 phút thằng lồn đuôi xe anh này đủ má mày thiệt thề đéo có tuổi nào mà solo với kia ra luôn đụng vô được người chết ngắt chẳng qua kia da đánh chắc thôi chứ đụng mà mày gặp mấy em kiểu mà đánh răng là chắc tướng là đụng mà đéo thể nào là đánh lợi rồi Kai'Sa thấy yếu quá không yếu đâu bây giờ mà nó về lên đồ nó mạnh rồi đó trời tại vì nó chưa có góc nên nó xả đam thôi chứ nó không phải là nó yếu đâu 4-0-2 kìa đụng má mày về lên cái đồng hồ cát đó rồi kìa nó đang là cái người mà gọi là gây đam nhiều nhất bản đồ rồi đó thằng Kai'Sa đó chứ không ai khác đâu thằng Zeros bây giờ thì tác dụng của nó là việc mà mày đẩy lane áp lực lane rồi xong vô combat ôm đủ mấy một là Syndra hay Lucian thôi bỏ hẳn lùn ngâm lăng được mà ngâm lăng là phải chơi vô cái thế mà gọi là team mình chủ động kìa team mình đi trước mọi thứ kìa rồi mình mới lấy cái thùng mà mình nói là chú team mà theo cái hướng bị động là con ngâm lăng nó phế vô cùng phế luôn con ngâm lăng nó phế vô cùng phế tại vì nó không có setup mấy cái thùng trước được cô la nữa kìa rồi án mạng tới chơi đi mẹ mày thế đẹp quá rồi chơi vô bây giờ nó không vô luôn à mất cái thế mít rồi kìa Jaros lên lính rồi giờ bên kia nó kiểm soát tầm nhìn lại rồi cứ mất hết chiêu cuối là lui về là đẹp bên gam quan trọng cái chiêu cuối của bên thằng kim rệt với lại ở thằng cai lẹt với là thằng levi lắm nha trời ơi vậy như đó ơi em đứng muốn em lại mất cái láp nữa rồi em lại mất cái láp nữa rồi sai mắc lan cho team này hả với nó ơi một mình em đâu có thể làm gì được pha nó đâu căng thẳng quá vậy một pha sai lầm cũng đủ má mày có thể gắn cái tên đủ má mày game thủ nó thành vô thêm miếng số 3 nữa là chết con đít mẹ tôi nghe ba phô hay là đủ má ba red hay là ba hana gì đi
đừng có đụng với ba Rod, ba Vi rồi đừng có ba Kia'Ya là chết tôi. Ba Kroa. Dạ đúng, nó ghét thầy lắm hay sao á. Kiểu giờ đó nó ghét thầy á. Nó muốn đẩy ra thầy vô cái thế bế tắc nhất luôn á. Nó đang muốn đẩy thầy vô cái thế bế tắc được mẹ mày. Ôi ơi ơi. Ông nội Jim đụ má mày lỗi quá vậy. Nép đánh kìa, nép đánh kìa, nép đánh kìa, nép đánh kìa. Hay 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 hay, pha này ổn nè, pha này ổn nè, pha này giao tranh ổn rồi. Đẹp. Đẹp. Góc đẹp quá. Ôi lộc ơi, lộc ơi. Ủa sao, sao kỳ vậy? Lộc dí sao quá. Lọc lộ với lọc dí xe quá, không ai theo lọc được hết lọc ơi. Ê! Mày dừng lại ở đây là được mà là tuyệt vời ở mặt trời rồi. Đây, dừng lại ở khúc này là tuyệt vời. Rồi, dừng. Đi, mẹ mày dừng cái ba rong. Ôi trời ơi. Mẹ mày đánh tiếp nữa là sai quá, sai rồi. Má mày hên pha này thằng Jin nó làm hay nó chứ, nó báo được điều mà mình đã báo thêm người đó chứ. Thằng Jin pha này cực kỳ hay luôn nè, thằng Jin pha này cực kỳ hay nè. Jin pha này đánh đúng hay luôn. Jin pha này đánh tốt nè. Đánh nhau nữa rồi, đánh nhau nữa rồi. Ui. Không sao, không sao. Không sao, không sao, vẫn ổn nha, vẫn ổn nha. Vẫn ổn nha, mất hai chiêu cuối rồi. Gam từ từ lại thôi, gam từ từ lại thôi. Bây giờ là bên nó được mà mày đang mất láp hết nè, cứ từ từ set up lại thôi. Cũng má bên nó đang vô cái thế mà được mà mày chắc chắn là được ông má 100% xua chết luôn á. Vô đủ mới vô mấy cái chi cuối là nó chết liền. Con ông gió đéo ai thèm lụm nó luôn đi mẹ mày. Đái quá. Mẹ nó. Đái quá. Ồ, giờ một cái đúp của thằng Dọng Thiên giờ khá là mạnh nha. Ui, ui. Ui, giờ lấy nửa cái máu rồi.
Ở Levan luôn hả? Levan luôn rồi. Thằng lồn Hana thì con mẹ mày nửa cái máu chưa? Thằng đường nó đang lô máu rồi. Tát tát luôn, tát luôn. Tát vụ nó ra luôn, đúng rồi. Tát luôn. Gọng kèm luôn. Hay. Hay. Đánh pha này là chỉ có win thôi, đánh pha này là chỉ có win thôi. Đéo thế nào thua được. Đó. Ui, giờ đó. Hay quá giờ đó ơi. Oh no. Hay 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 ơi. Wow. Đó, đánh là gì? Mẹ mày cái đội hình này chỉ cần vậy thôi. Đội hình này chỉ cần như vậy thôi, cứ ép đi mẹ mày giao tranh. Mẹ thằng đó. Đủ máy rồi, 40 lính rồi nè. 400 lính rồi luôn. Mà cái thằng lồn như hết nãy giờ anh ba tưởng nó có đồng hồ cát thì nó đứng lại đi mẹ mà nó tăng cho thêm một cái nữa, nó đồng hồ cát cho thằng lồn diêm nó bắn đụng má mình, nó chạy qua kia nó nhấn đồng hồ cát xong rồi thằng lồn diêm nó chết rồi cái pha con đỉ mẹ nó chứ. Trời ơi cái pha này đẹp quá trời luôn. Cái pha bên kia là đụng mẹ mày sợ nhất, cái đầu hình bên kia là sợ nhất, cái kiểu mà gọi là ôm sát vậy nè, sợ nhất là điệp mẹ mày kiểu ôm vậy. Nó đứng lại đi điệp mẹ mày, nó đứng lại nó đồng hồ cát đi. Rồi xong nó gây đam thêm, đủ mấy phụ thằng lồn Jin thì mà mày đi ra xong thằng lồn Jin lại chết. Cái gì mẹ anh lồn lập mày hài hước thật. Mà em làm chim mơ được đó mình lập ơi. Về đây làm chim mơ với ma đủ mấy mày sẽ tạo ra những cái tình huống highlight vãi cá lồn ra đó. Thằng lồn mình lập này tạo ra những tình huống highlight được. Mình lọc này đụng má bây giờ làm chim mơ là chuẩn luôn á. Đánh nữa, đụng má mày lại cho cái góc trên đường hẻm này nữa. Rồi 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 rồi, thằng Elite chết, thằng Elite chết. Hay. Ôm ôm, đi con mẹ mày, Jin bắn đi Jin ơi. Bắn Jin ơi, bắn, bắn. Bắn hết cho anh ba. Hay quá Levi ơi. Hay. Hay. Em game luôn. Em luôn. Mà di tim tủi lồn. Nói thẳng như vậy cho nó vuông. Hello. Đó Levi con kìa. Đánh nhà cho anh. Đánh nhà cho anh. Đánh nhà cho anh. Đánh nhà cho anh. Quýnh lạc, quýnh lộn cái nè, quýnh lộn cái nè. Rồi đánh nhà cho anh. Mẹ mày, nó phải là thế, nó phải là thế, nó phải là thế. Ủa vậy là G-Team nó thắng Phoenix hả? Ờ, bữa thắng đó. Ủa vậy là G-Team nó thắng Phoenix hả? Ủa vậy là Việt Nam mình thắng luôn Phoenix luôn hả? Hay tính dốc bắt cầu rồi, mà Việt Nam mình thắng luôn Phoenix rồi. Ủa kỳ vậy? Ủa vậy là thắng, ủa cái cặp, cái trong màn mình thắng Phoenix là vô địch luôn hả? Ủa phải không? Ủa kỳ vậy? Ủa vậy là anh ba khỏi bị sót kênh đó hả? Ủa đúng không? Ủa? Ủa? Ủa kỳ vậy? Sao dễ quá vậy? Phoenix vừa mới thắng Spy nữa. Rồi điệp mày chúng ta là vừa mới thắng cái đại diện mà điệp mày đang thắng Spy nữa. Ủa vậy là điệp mày có sót kênh không? Có sót không? Đi mẹ mày sót cái lồn. Tầm này sót cái lồn. Đánh kiểu này sao sót được. Tứ kết gọi đi mẹ mày tên Gam. Tứ kết gọi Gam. Sót cờn chúng tôi. Sót cờn chúng tôi. Sót. Sót cờn. Sót cũng cặt. Hey, mày di tim, này là di tim.
Ủa thầy không thấy các bạn chửi gam ta, không mấy các bạn chửi gam đâu mà ta. Ủa ủa đâu rồi mấy mấy bạn mà gọi là chửi 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 gam trận trước đánh thì mày mày thua xì bay rồi quất nhục này nọ chửi là sao? Ủa đâu mất tiêu hết rồi. Cảm ơn Nguyên Lê nha, cảm ơn em. Cho mình thấy cánh tay của các bạn đó đi, rồi mấy bạn vô đụng mày, mày anh ba sửa kênh, anh ba xóa kênh chắc là điệp mẹ mày. Cho mình thấy cánh tay của các bạn đó đi, sửa lên sửa lên sửa lên sửa lên. Rồi game 2017, game 2019, game 2017 mạnh hơn à. Mạnh ở đâu? Trong khi điệp mẹ mày game hiện tại bây giờ là toàn tài năng trẻ thôi nha. Trẻ thiệt. Điệp mẹ mày trẻ cũng nghĩa bóng cũng nghĩa đen luôn, là đụng với mày tuổi trẻ. Tuổi trẻ tài cao và điệp mẹ mày tuổi trẻ là theo kiểu mày trẻ trâu luôn á. Điệp còn mẹ mày thằng đồ đó đụng mày dáng này thề. Nó quýnh mà đụng má mà anh ba đau đầu với nó luôn. Anh ba đau đầu với nó luôn. Thấy Lê Vy đánh chưa? Đụ má mày giáo án nóc tuôn này là cái giáo án mà Lê Vy nó học quanh ba. Mà em mày Lê Vy xứng danh học trò online của anh ba luôn. Hồi xưa tao nói đi mày, mày cái thời thời Hà Nội Sky Red inbox anh ba chỉ cách đi rừng liên tục, Go chỉ cách go đi go rừng liên go tục. go 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 Tôi go nghe go tụi mày nhớ hồi xưa thì mày mày thằng Lê Vy nó đi rừng mà đến nỗi mà gọi là nó tệ đến cái mức độ mà thằng Sim béo phải vô đi rừng thay nó ở Hà Nội Cà Rét luôn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà anh ba gọi là chỉ cho nó cái cách thế đi rừng này nọ cái kiểu là đi mày mày vô bài liền, vô bài liền. Trời ơi nó có sách mấy có chứng, đụng má mày tụi em sẽ mở lên đây. Ba rọi béo nóc tôn đi con mẹ mày là Nhạc ngay. AB đi đái mấy TH dây ti ngập Xin hân nước hạnh bao giới thiệu nhiêu bộ điệp phim mẹ mày, Con cảm ơn Minh Hẻm Của Tấn, Thần bao Đồng, nhiêu sự cái hợp clip tác ở giữa đây, Đài Loan và Việt Nam. bao nhiêu cái clip ở đây là toàn giáo án nóc tuôn bắt đèn tắt đốm không, bắt đèn tắt đốm không, nó học từ đâu, nó học từ kênh channel của anh ba. Mới vô ám ảnh chưa? Điệp mẹ mày, con nóc tôm mà trong tay của anh ba là giống như là điệp mẹ mày bóng tối bao phủ cả Sài Gòn này. Bóng tối nó bao phủ cả Sài Gòn. Ám ảnh chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Học từ anh ba hết. Ám ảnh chưa? Nếu mà nói đủ má mày ai là được mà mình nóc tua số 1 thế giới thì anh ba tự tin được mà cầm lá cờ đầu, cầm lá cờ Mấy đầu. bạn gam này mới là em ruột của AB nha tụi bay. Cảm Em ơn Tiên cây nha, cảm nuôi ơn mới em. em nuôi thôi. Lá cờ đầu trong điệp mẹ mày cứ gọi là những cái người chơi nóc tuôn. Lá cờ đầu luôn. Kinh dị chưa? Cứ sệt điệp mẹ mày bao đậu béo nóc tuôn là nó ra nguyên một cái chuỗi series luôn. Nó ra nguyên một cái chữ series luôn. Cảm ơn Thái Sinh Lai, cảm ơn Ba em. Vi hoàng tử bóng đêm xa đét mặt cười. Bóng đen xa đét à? Hổng nhấn hả? Đâu hổng nhấn đâu, chưa có hổng nhấn mà. Chưa có hổng nhấn mà. Từ dưới đếm lên à? Không có, không có. Trận này nếu như đánh giá nha, đội hình của Gam đẹp. Đội hình của Gam là vô đúng bài theo kiểu mà gọi là, và bây giờ thầy đã biết cái cách lựa chọn đội hình của bên Gam rồi, là sẽ đánh những cái gọi là những cái pha cơm bắt tổng như thế này. Cảm ơn anh Em Hoàng, muốn cảm ơn thưởng em. nóng cho gam thẻ cào 20k. À, có contact cho em xin với ạ. Ủa không có, anh ba không có cái đó nha, anh ba không có cái đó nha. Đội hình đánh giá đội hình hôm nay ban bích ổn, đừng có đưa các em tiểu cường vô nữa. Đụng má mày thay cho đụng má mày anh Trung bóng đêm là điệp mà mày chính xác. Trung Tất Tố, Trung Tất Tố đệ tử của Ngô Tất Tố là đưa vô được má mấy đội hình nóng tu là đội hình nào chơi cũng được. Cái áp lực nó kinh khủng khiếp lắm các bạn viên, cảm Reaction ơn bài em. của Vừa mới rửa sạch Emily rồi, vừa mới rửa sạch rồi. Nó kinh khủng khiếp, cảm ơn Ugot, cảm ơn em.
đánh đúng bản sắc combat liên tục vậy, có phải mãn cái đôi nhãn hơn cô? Đúng rồi, phải mãn nhãn như vậy. Mở giao tranh nó rồi, phải hơn hẳn PK. Sự lựa chọn là mày thay Slay cho Hiếu Ba, hoàn toàn chính xác luôn. Slay đánh khởi sắc hơn rất là nhiều giai đoạn đầu game, giúp cho thằng Jin xanh ở giai đoạn đầu game cực kỳ tốt. Do đó thì điểm hôm nay bị điểm trừ một xíu. Mừng quá đi bảo thôi anh ba. Cảm ơn Lâm Vị Đích. Gerard hôm nay bị nhẹ điểm trừ một chút xíu. Trừ ở đây không phải là điểm mà mình trừ ở điểm kỹ năng. Trừ ở đây không phải là trừ ở gọi là cái phong độ thi đấu. Mà trừ ở đây là cái gọi là thể hiện cá tính nhiều quá. Cá tính hơi mạnh. Cá tính hơi mạnh. Xài điệp mẹ mày Cortex Satina nhiều nè. Xài Cortex hơi nhiều. Điệp mẹ mày tự tin khẳng định cá tính hơi mạnh một chút xíu. Làm cho team điệp mẹ mày Gam rơi vô một cái tình huống hơi bị lao đao. Cosplay con Aga Long của anh ba ma dấu bé ba. Cảm ơn G-Rod. Hôm nay mọi người, nếu như mọi người chưa biết luôn, đây thầy nói thẳng cho mọi người biết. Thầy nói điệp mẹ mày đéo phải thầy sợ lồn. Đéo phải thầy sợ lồn. Mọi người có thể mở kênh của thầy ra, mọi người bấm vô phần video và điệp mẹ mày cái phần stream mới nhất của thầy, mọi người trả tới cái gọi là cái giáo án Aga Long. Mọi người trả tới cái giáo án Aga Long bội luôn. Có thể đừng cho Duyên, số ba vào là uyên thôi mặt cười. Mọi người có thể trả lời cái giáo án Aga Long. Thằng gia đó nó vừa mới coi stream của anh ba, nó vừa mới coi stream của anh ba trước khi nó bắt đầu điệp mẹ mày cái trận đánh đó luôn. Nó vừa mới coi stream của anh ba, nó học ngay cái cách đánh Aga Long, nó học ngay liền và lập tức, nó học ngay liền và lập tức cái cách đi lên, cái cách đánh combat như thế nào nó học hết. Mai có tắt đèn với em gái xinh nào thì thầy quay cho ai nha. Cảm ơn Bùi Minh Chiến nha, cảm ơn em. Mọi người có thể bấm lại. Còn nếu như mọi người muốn tham khảo giáo án điệp mẹ mà anh Trung Nóc Tuân đánh như cái cách Levi đánh thì mọi người có thể search ba rồi béo Nóc Tuân, là nó ra cho mọi người rất rất là nhiều. Đây, hồi xưa nữa bên điệp mẹ mày thằng Diệu Liên Minh, hồi xưa anh Mai cũng đã đánh Nóc Tuân rồi, một năm trước anh Mai đã đánh rồi. Gặp người tạo chứ không phải là bây giờ. 135 độ kính ngưỡng nghiêng mình trước thiên tài phân tích thì chiến thuật team mình mặc dù có một đội hình khá là yếu ở giai đoạn đầu nhưng mà vẫn có thể đè lên được với đối thủ, thì anh nghĩ là lý do nào để mình làm được điều này? Như câu hỏi thì mọi người cũng nói là team mình có một cái đội hình khá là yếu ở giai đoạn đầu ấy, nhưng mà thực ra khi mà team mình đã lựa chọn cái đội hình đó ấy, thì team mình không nghĩ đó là một đội hình yếu, mà team mình nghĩ đó là một đội hình mạnh và team mình có thể thắng. Phỏng vấn kìa. So as of your question, you and maybe everyone thinks that it's a weak composition at early game, but we actually don't think that. We think this is the perfect composition to fight even in early games. All right, well, you used your comp perfectly then. Now, 25 to 35 minutes, you're way ahead. Kaisa is really beat, but still, you're taking some time and it felt like you were scared maybe. So what stopped you from finishing the game? Vào phút từ 25 tới 30 thì mình cũng đã có một cái lợi thế rất là lớn trước đội đối thủ, nhưng mà mình lại không thể kết thúc trận đấu được. Thì điều gì đã ngăn cản đội mình coi như là có thể kết thúc trận đấu và giành chiến thắng? Thực sự thì ở giai đoạn này nói chung cũng ở giai đoạn phút từ 20 nói riêng và ở cái trận đấu này nói chung ấy thì mình đã có một cái trận đấu khá là tệ, và kiểu mình lúc mà mình chơi thì mình cảm giác mình thi đấu như là sát toàn vậy á. Thì nói chung là có lẽ đó là do lỗi của mình đã không mang lại được nhiều lợi thế cho team cũng như là triển khai được cái chiến thuật đầu tiên. Nhớ qua phố khi lên nhà anh ba vào đó chơi tới 25 minutes and this game as a whole, I feel that I'm not playing so well. I feel like I'm in like Iron League. Because I have not, because although like I got resources, I cannot use it to create more resources to help the team close out the game. Lack of confidence, maybe. Có phải cái lý do có phải là do kiểu mình không đủ tự tin hay là do là mình mắc lỗi cá nhân hay sao? Không phải, thực ra chỉ là do những cái lỗi cá nhân làm cho mình bị bối rối trong lúc thi đấu. So it's not about my confidence, but it's more about my personal mistake that makes me confused at that moment. Well, you know what you did wrong anyway, and it's still a first victory for you guys, so congratulations. Thank you for the translations. Now back to you guys at the desk. Thank you very much, Lore, and welcome back to World 2019, where Max... Trả lời phỏng vấn là không được tự tin cho lắm, vẫn còn e thẹn quá. Levi phải học thêm những cái giáo án của thầy nữa.
trả lời phỏng vấn phải cực kỳ tự tin, cực kỳ chuyên nghiệp thì nó mới ra dáng một người mà gọi là đại diện số 1 của Việt Nam. Nghe về quá, nghe về phải lồn. Cảm ơn Chắc Bi, cảm ơn em. Anh Ba reaction MV mới khảo virus và AMED, anh Ba kêu lắm. Anh Ba mới làm rồi, Chắc Bi ơi, anh Ba mới làm đầu video là anh Ba làm đầu cái buổi streaming online là anh Ba làm rồi. Đầu buổi streaming online anh Ba làm luôn rồi. Trả lời phỏng vấn như sơn đậm sâu là điệp mẹ mày quá nó kiểu như là nó quá gáy rồi. Mình phải trả lời theo một cách mà gọi là nó nằm ở cái giữa cái ranh giới mà của điệp mẹ mày gáy dơ và điệp mẹ một cái ranh giới là e thẹn, nó phải nằm ở đó. Phải vừa có một chút gọi là bản lĩnh, phải vừa có một chút điềm tĩnh trong đó thì nó mới đẩy mình lên một cái gọi là một cái hình ảnh mới được. Giống như điệp mẹ mày có ở Levi như thế nào đây, mà sẽ mặc cô lại cho anh em nghe và thử trả lời phỏng vấn cho anh em nghe nếu như mà anh Ba mà thực ra khỏi phỏng vấn gì vậy? Hey guys, Lo here, and joining me right now is Levi from GAM Esports. After the first victory for VCS, congratulations! I really loved your composition because even though you didn't have the best comp to play in the early game, it didn't stop you to go ham at minute one. So what made you what made it possible for you to go ahead of your power spike? Thì đầu tiên là chúc mừng anh Levi rất là nhiều vì đã chiến thắng trận đấu đầu tiên của giải chung kết thế giới lần này ha. Thì team mình mặc dù có một đội hình khá là yếu vào giai đoạn đầu nhưng mà vẫn có thể đè lên được với đối thủ, thì anh nghĩ là lý do nào là mình làm được điều này. Ok, đầu tiên thì cho mình xin phép cảm ơn may bạn mà MC xinh đẹp đã nó gửi câu hỏi tới cho mình. Ý kiến tên của anh Ba thì anh Ba kêu em nha, em đơn công ty nó luôn. Và phần tiếp theo cái câu trả lời của mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn, đó chính là chết một cái đội hình mà gọi là các bạn có thể nhận thấy là yếu, nhưng mà đối với mình mà nói, thật sự là đối với mình mà nói, khi mà mình tầm con tướng gì trong tay cũng vậy, cho dù nó yếu đầu game hay giữa game hay là cuối game thì mình cũng có thể mà gọi là tối ưu hóa sức mạnh của nó. Và team mình có thể làm được điều đó, mình có thể làm được điều đó. Cảm ơn. Ok chưa? Tuyệt vời chưa? Như câu hỏi thì mọi người cũng nói là team mình có một cái đội hình mình nghĩ đó một đội hình mạnh mà team mình có thể thắng. Không ảo tưởng, không ảo tưởng, tự tin chiến thắng chứ không ảo tưởng. Tự tin chiến thắng chứ không phải là ảo tưởng, hiểu không? Câu hỏi tiếp theo. Cares maybe. So what stopped you from finishing the game? Vào phút từ 25 tới 30 thì mình cũng đã có một cái lợi thế rất là lớn trước đội đối thủ, nhưng mà mình lại không thể kết thúc trận đấu được. Thì điều gì đã ngăn cản đội mình coi như là có thể kết thúc trận đấu và giành chiến thắng? Ok. Thì như mọi người cũng đã theo dõi trận đấu ở đây rồi, tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu ở đây rồi, thì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà gọi là team mình mạnh nhất. Nhưng mình thi đấu với một cái tư thế là không bao giờ khinh thường đối thủ, và mình muốn đánh theo một kiểu mà gọi là từng chiêu cắt từng lợi thế một, và mình tiến từ từ tới chiến thắng. Team mình đánh là như vậy, phong cách đánh của team mình là như vậy, không bao giờ khinh thường đối thủ và cũng không thể nào mà cho đối thủ có một cái gọi là cái sơ hở nào để lật kèo. Cảm ơn. Ghê chưa? Thấy như thế thì mẹ mà phải trả lời phỏng vấn như thế. Ở giai đoạn phút thứ 20 tự tin liền, tự tin. Cảm ơn Lâm Bình Đức, cảm ơn em. Làm bịch sữa cho dạ đồ đi anh Ba, mặt cười. Anh Ba chỉ cho nó trả lời phỏng vấn, anh Ba chỉ cho nó trả lời phỏng vấn. Resources to help the team close out the game. Lack of confidence maybe. Anh bên xong vậy hả? Có phải cái lý do, có phải là do kiểu mình không đủ tự tin hay là do là mình mắc lỗi cá nhân hay sao? Không phải thực. Không, tự tin lúc nào cũng tràn đầy. Tự tin team em lúc nào cũng tràn đầy. Tự tin lúc nào cũng tràn đầy thôi. Đưa bạn MC kế bên. Đẹp trai, tự tin, đó chính là những gì mà GAM có. Cả chỉ là do những cái lỗi cá nhân làm cho mình bị bối rối trong lúc thi đấu. That makes me confused. Thank you. Well, you know what's more about my personal mistakes that makes me confused at that moment. Well, you know what you did wrong anyway, and it's still a first victory for you guys, so congratulations. Thank you for the translations. Now back to you guys at the desk. Thể hiện mình một cái đẳng cấp khác liền.
cả đời không giống đơn giản thể hiện đẳng cấp khác được. Tao đang nghe cái lồn gì thế này, hôm nay lên mạng thế đủ rồi mặt cười. Đúng không? Dễ mà. Thật sự là các bạn game thủ ở Việt Nam của mình á, cần nên phải trau dồi những cái mà gọi là như vậy, những cái như vậy. Tại vì những cái mà gọi là trash talk hay những cái phỏng vấn á, nó giúp cho mình làm lên gọi là cái tên tuổi của mình. Nó sẽ là một phần giúp cho mình làm lên cái tên tuổi của mình. Nó sẽ nhìn vô đây bài về lịch sử cái thằng lồn này, mày phỏng vấn chuyên gia sủa khác giống như thằng Bớt, đúng không? Giống như thằng Bớt là điệp mẹ mày chùm chắc thoát luôn. Bên trời Âu là đủ mẹ mày có thằng Bớt gáy điệp mẹ mày vang trời đất. Và khi mà đủ má mày nó thất bại sau những cái cú gáy đó thì người ta vẫn nhớ tới đó là thằng này là thằng lồn sủi dơ, đủ má mày trình độ như con cặc mà điệp mày cứ gáy lúc nào cũng thua. Còn nếu mà tới một cái thời điểm mà nó điệp mẹ mày nó thua liên tục, nó dẫn gáy và bây giờ đủ má mày nó vô địch liên tục thì điệp mẹ mày bây giờ tất cả mọi người lại nhìn nó ở một con mắt khác, ở một cái đẳng cấp khác. Thằng này nói được làm được, điệp mẹ mày thằng Bớt này chất chơi, fan tới ào ào. Rõ ràng không? Rõ ràng không? Nó còn điệp mẹ mày về cái vấn đề mà phỏng vấn thì điệp mẹ mày nó sẽ thể hiện cho mình biết là thằng này là những cái thằng mà gọi là trình độ nó có, và điệp mẹ mà nó tự tin, nó rất là tự tin trong cái phần phỏng vấn. Nó là một cái gọi là cái thằng game thủ vừa điềm tĩnh trong game cũng như là bên ngoài, rất là chững chạc.